Hello, xin chào anh em. Viết tiếp câu chuyện Renly 6 giờ sáng ngày hôm qua. Thì coi như khúc này là anh em xem rồi, là vừa Renly vừa Zero xong khúc này rồi. Thì cũng có một ông cũng kiểu giống như ông này, nhưng mà ở trong cũng cùng trong liên minh luôn. Đó, thì bắt đầu kéo quân qua qua để cứu, kiểu như là thấy đồng đội vì Renly ai cũng chả thế anh em. Kéo quân qua cứu, nhưng mà pha cứu này cũng cực kỳ là đen anh em ạ. Thì sau khi kéo quân qua đánh xong thì ăn luôn quả xích như thế này. Đó. Mà anh em có thể thấy được là người chơi đang sử dụng cao cao lết với lại AE. Nhìn sơ sơ là anh em biết là người ta cũng không có rành về game lắm, thế nên là mới đánh chinh phạt cái trò chơi này cũng khoảng 3 năm rồi. Thế mà vẫn đang sử dụng cao cao AE với lại lết để sang cứu đồng đội. Nhưng mà cứu kiểu gì anh em? Off game bị Renly, trong khi bên mình thì đông đen, bên địch thì đông đen, mà mình thì chỉ có một mình thế mà cũng TB qua cứu anh em ạ. Và cái kết thì chắc là anh em cũng nắm rõ rồi. Ôi, 1,7 triệu lính theo ra với CM. Mà đúng ra là phải thủ CM theo ra chứ nhỉ. Chứ theo ra CM thì làm gì có gear lãnh đạo để thủ anh em. 69M bao. Pha này chắc đi một sải rồi anh em ạ. Nhân tiện anh em người ta đang Renly ông kia thì người ta sẵn tiện nó. Đang dính chiến tranh điên cuồng ấy anh em. Bấm vô đánh nhau là dính chiến tranh điên cuồng rồi. Đang quả xích luôn, mà chắc chắn là ông này khả năng là không biết chơi rất là cao, 99%. Ấu chà, tuyệt vời. 68, 69M. Anh em người ta khóa luôn. Vừa tiện được lần hai người. Nhưng mà ông này chắc chắn là không biết chơi, nhưng nếu mà biết chơi thì không chả ai dạy đâu mà một mình mà lao tới như thế này. Mà trong khi đó vác cao cao AE với lại Alex ra thì đúng là tự sát anh em ạ. Nhưng mà mình đánh giá cao, anh em phải công nhận đánh giá cao tinh thần đồng đội. Nhưng mà thấy đồng đội bị Renly mới TB tới để cứu. Nhưng mà chính vì là người ta không rành về trò chơi, chính vì vậy là sai lầm ở chỗ là làm sao mà cứu được. Kéo quân ra đấm thôi chứ làm sao mà cứu được. Vô tình ăn luôn cái xích. Và bây giờ thì anh em sẽ thấy được một pha Renly tông nhà đến từ Quang Vũ với lại SC bộ binh. Hiện tại là chưa có cây cung với cây kỵ, hình như chưa on thì phải. Nên là anh em mới Renly bộ theo ra với CM. Thủ theo ra chính thì tốt, nhưng mà nó sẽ thọt về gear cho anh em. Chính vậy là để con CM chính thì nó vẫn tốt hơn. Anh em sẽ có gear thì nó sẽ tiện hơn là con theo ra chính. Rồi, cây kỵ tới rồi anh em ạ. Quả này lại đi một sải. Cứu không biết cứu được đồng đội hay không, nhưng mà mình thì lại toan thêm một sải nữa. Không cứu được đồng đội mà còn bị chết oan nữa. Cơ bản là người ta cũng không rành chơi anh em ạ, thế nên là nó cũng khó lắm. Cũng nói đi nói nhiều rồi, cũng chỉ người ta nhiều rồi chứ, mà cơ bản là không rành chơi, thế nên là chịu. KVK thì không đánh, mà cứ tới event rồi là cũng đẩy y chang như vậy. Cùng clan mà anh em, cùng random, cùng clan luôn. Anh em nhìn bao kêu là anh em biết rồi. Chết cực kỳ nhiều, mua đám ăn Zero, Zero hoài. Cơ bản là người ta cũng không biết chơi nữa. Thật sự là nó cũng khó, không biết cách gì để chỉ được. Ông này là người nước ngoài, không phải Việt Nam nhé anh em. Với tầm 6 mấy M mà anh em thấy mát theo ra với lại CM thì anh em biết rồi. Thường anh em người ta sẽ lên tướng, người ta đánh on field, ít ai lên đồn chú. Cũng có tinh thần đồng đội ấy, nhưng mà hơi đen anh em ạ. Đấu 3M số hơi đen. Khúc này cũng nhớ đến mình hồi xưa mình mới chơi cái trò chơi này cũng vậy anh em ạ. Cũng ở trong một cái liên minh không phải top 1, top 2 như anh em bây giờ đâu. Anh em bây giờ là rành game, hơi bị rành game cả anh mấy này mới chơi luôn. Chứ như mình hồi xưa là cực kỳ ngáo game. Thế nên là hồi xưa mới chơi ở Kingdom thì nằm ở trong cái liên minh nó cũng phải top 7, top 8 ấy. Thế là thành thử là cứ mỗi lần mà tới cây rồi thứ là khi nào cũng bị đấm, khi nào cũng bị liên minh top 1, 2, 3 nó đánh. Đánh liên tục như thế này thì mình thấy đồng đội bị đánh kiểu như vậy, nó không có xích anh em à, nó chỉ sầu quam thôi. Hồi xưa bóp T5 của mình lắm. Nó không phải như bây giờ T5 nhiều đâu. Thế cứ mang đảo T5 là sầu quam, mình thì T3, T4, T2 ra đánh nó. Nhưng mà đánh cũng y chang ông này thôi, khác gì đâu anh em, đánh chẳng qua là gái ngứa, không trả được cái gì hết. Nhưng mà lúc đấy mình thực sự là mình không rành game. Thế nên là bây giờ mình cũng hiểu tâm trạng của những người chơi này, người ta cũng không rành game. Chính vậy là mới vô tình bị xích oan vậy, chứ nếu mà biết chơi thì ai dạy gì đâu mà ra đánh kiểu này để cho ăn xích, đúng không anh em? Thằng này là chết ít chết nhiều thì có giữ lại được lính thì chắc còn khoảng 500k lính, 300 viện, 200k sống được.
thế mà mùa nào cũng trên T5, hồi xưa mình vậy này mà. Cứ mỗi lần bị Zero xong là trong nhà mình có bao nhiêu tăng tốc với tài nguyên là mình bắt đầu mình chen hết lính để đánh man rợ lại. Rồi mà lúc đấy chen ngáo lắm, không phải đợi tới event đồ như mấy ông này, là mấy ông này vẫn còn biết chơi sơ sơ đúng không? Là đợi tới event tăng tốc rồi thử chen. Mình hồi xưa còn không biết, cứ bị Zero xong sáng vào game là lại mở lính để chen. Mở tăng tốc đồ các thứ để huấn luyện lính, bởi vì không đủ lính để đánh man rợ đấy anh em. Tính ra là ông này vẫn không biết chơi. Mình hồi xưa còn không biết sử dụng tăng tốc và những cái sự kiện tăng sử dụng tăng tốc độ là tăng bầu. Ôi, vẫn còn mang ra lính ra đánh nhau luôn kìa. Hết thấy chưa anh em, chiến thần nó phải thế. Alex với Hanibaka vẫn còn mang ra đánh nhau luôn, không sợ chết mà. Trong khi đó là lính chết gần hết rồi ấy. Cũng có thể đây cũng là một cái chiêu trò mang lính ra rồi để cho lính nó không nằm trong thành phố thì không chết. Nhưng mà nếu mà bị đấm ở ngoài thương nặng như thế này tràn viện thì anh em vẫn chết bình thường. Đấy, không khác gì nhau cả. 55m là hết lính rồi. Còn chắc khoảng 400k lính trong đấy. Theo ra nó vẫn còn màu trắng kìa. Chặt là nó vẫn còn màu trắng. Máu tụt thấp chứng tỏ là vẫn còn lính. Vừa chết. Một hai tua nó mới chết hẳn. 55 luôn rồi kìa. Chết 14 triệu anh em thấy ghê không? Sự kiện kill event ME nào cũng bị Zero, hoặc là bật khiên được thì sống. Nhưng mà tới sự kiện tăng tốc độ hoặc là tăng bầu là lại tiếp tục hút T5 lên lấy event 20 chọc giống như cái ông bị Renly luôn. Nhưng mà ông này thì không ăn top 1, ăn top 2, top 3 hoặc là top 4, top 5, top 6. Tùy từng lúc, kiểu như lúc nào hứng hứng cái chen nhiều là ăn nhiều, mà chen ít thì ăn ít thế này mà. Đấy kiểu đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn khá hơn mình hồi xưa. Mình hồi xưa còn không biết sử dụng tăng tốc là cái vấn đề gì nữa. Ok, như vậy cũng có thể gọi như là gần như Zero rồi anh em ạ. Cũng có tinh thần là giúp đỡ đồng đội, nhưng mà xui quá anh em ạ. Cơ bản là một phần người ta cũng không biết chơi. Thêm một cái nữa là chính vì không biết chơi cho nên là nó mới đen như vậy. Nhưng nếu mà bình thường anh em tỉnh táo thì cũng không dại gì mà Renly tới như thế này, trong khi địch đông đen như thế đúng không anh em. Ok, video ở đây là hết rồi. Hẹn gặp anh em những video lần sau nhé. Phim là tập này là tập cuối rồi, hết rồi anh em ạ. Không còn phim để coi nữa đâu.